Cả nhà, em đang đứng ở ban công của căn hộ nơi em đang ở. Thì hôm nay thì tiết trời khá là đẹp. Mọi người có thể thấy là trời rất là trong xanh ạ. Cách đây 2 hôm thì lúc khoảng nửa đêm thì nó có một cái trận động đất tầm 7 độ. Thì nó rung chuyển cái phòng của em, cái giường của em. Lúc đó thì em không biết là động đất nó rung hay là em sợ quá em rung nữa. Thì sẵn tiện đây đang đứng trước ban công nhà mình thì em có một idea là em sẽ review cho anh chị biết cái căn hộ bên Nhật nó có gì đặc biệt ha. Thì thật ra căn hộ em nó cũng không phải là đặc biệt gì, nhưng mà em thấy mặt bằng chung khi mà em tìm hiểu thì tất cả căn hộ với căn Airbnb khác á, của Nhật thì đều có thiết kế tương tự như vậy. Tại vì họ xây dựng là dựa vào cái nhu cầu thực tế của người của người sử dụng, cũng do là cái điều kiện thực tế nữa. Thì em sẽ review cho các anh chị coi xem có nó có gì đặc biệt ha. Mình bắt đầu nhé. Dạ rồi, đây thì đầu tiên đó là khu vực tiền sảnh ha, hay là còn người Nhật hay gọi đó là khu vực Genkan. Thì người Nhật họ có một cái thói quen đó là họ sẽ không mang giày dép vào trong nhà, vì họ không muốn mang đất cát bụi ngoài đường dơ vào trong nhà của họ đó. Thì khu vực này là khu vực để bạn tháo giày của mình ra. Khi tháo giày thì bạn phải để xếp ngay ngắn để mũi giày hướng ra ngoài cửa, giống như em đang để đây nè. Rồi xỏ dép đi trong nhà hoặc là đi tất sạch vào nhà. Thì thường tới đây thì em thấy là họ hay xếp sẵn như là dép đi trong nhà để sẵn đó, thì mình sẽ mang vô. Người Nhật thì họ rất là sạch sẽ và không thích ai đi chân trần vô nhà mình hết, cho nên là nếu không mang mang dớ hoặc nếu không mang dớ thì phải mang dép đi trong nhà. Rồi đặc biệt họ không thích để giày dép lộn xộn nơi khu vực Genkan. Là nếu có giá giày dép thì các anh chị phải chú ý hỏi vị trí của chủ nhà để chủ nhà hướng dẫn để mình sắp xếp cho nó tương tất gọn gàng ha. Và tiếp theo thì em sẽ review cho các anh chị một khu vực khá là thú vị, đó là khu vực nhà tắm. Thì nhà tắm thì nó sẽ có bao gồm nhà tắm nè, có bồn rửa tay và máy giặt. Em sẽ tiếp tục ha. Và sau đây là khu vực để lắp máy giặt. Thì như cả nhà đã thấy thì khu vực này được setup cho em một cái hầm rất là nhỏ, 2 ô gạch như thế này. Thì bề ngang là 60, em nhớ như em đo thì bề ngang bề vô cũng khoảng tầm 60 luôn. Và họ đã lắp sẵn đường ống thoát nước và đường nước để câu vào. Thì lúc đầu em mới thắc mắc rằng là ủa, xếp mà xếp như vậy rồi em muốn mua máy giặt bự hơn thì sao. Thì sau này em mới biết rằng là không mua mua bự hơn cũng không được, và nó đã có một lý do của nó rồi. Thì lát nữa em sẽ cho mọi người biết lý do đó là gì nhé. Vâng, và đây là khu vực nhà tắm với cái bồn tắm huyền thoại mà em đã từng viết một cái bài post trước trên Facebook. Thì cái bồn tắm này nó làm chất liệu bằng nhựa, cái sàn này của em cũng làm bằng nhựa luôn. Thì các chị cũng biết thì Nhật thì họ tự do là họ có những vấn đề về thiên tai động đất rồi đó, cho nên là những cái vật dụng nhà họ thiết kế thì đều rất là nhẹ, gọn nhẹ và tinh tế nữa. Thì đây là cái điều khiển để cho cái bồn tắm. Thì những cái nút, ví dụ như em bấm nút này thì nó sẽ tự động sẽ phiêu nước đầy bồn cho em. Xong rồi có nút reheat là nếu mà em thấy nước mà không đủ ấm á, thì em sẽ bấm nút này. Hoặc là nó có một cái sensor ngay chỗ đó thì nó sẽ detect luôn, sẽ báo cho mình biết luôn là bạn có muốn, nếu mà nó thấy nhiệt độ nước mà xuống thấp thì nó sẽ hỏi là mình có muốn reheat, là hâm nước lại không á. Rồi cái nút này là nút rồi thì có nghĩa là tại vì cái đây là hệ thống mà làm nước nóng của toàn một tòa nhà luôn. Thì ví dụ như là khi em bấm vô nút này thì là cái nhiệt độ trong đây của em nó sẽ không thay đổi, nó không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Dạ rồi, còn đây là cái nút khô. Nút khô này là nút để mà ví dụ như trong em đang tắm cái bồn tắm mà em bị chuột rút cái gì em không ra được thì em sẽ bấm nút này, em gọi để mà người bên ngoài ở đây vô họ hỗ trợ em. Dạ rồi, bác lại câu hỏi hồi nãy rằng là em có muốn mua máy giặt bự hơn cũng không được, thì đây đó là câu trả lời. Các anh chị cũng thấy là trong nhà tắm của em là đang thiết kế mấy cái thanh đó, thanh đó là thanh để phơi đồ đó. Dạ vâng, ở bên đây thì người Nhật người ta sẽ không phơi đồ ở bên ngoài ban công. Nếu có phơi thì phơi dưới
cái mức của lan can thì ok chứ không hơi cao hơn mức đó để đảm bảo cái mỹ quan đô thị á. Thì chính vì điều đó cho nên là nhà tắm sẽ được sử dụng để làm nơi phơi đồ luôn, và họ có thiết kế luôn một cái hệ thống để mà hông khô quần áo luôn. Anh chị thấy cái máy này nó không ạ? Là nó đó, là một cái thanh đồ họ setup sẵn cho mình, và đây là cái hệ thống để mà hông khô quần áo nè. Nó hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết. Nhưng mà em phải dịch rồi em phải dán cái nốt để mà nhớ. Đây là cái hệ thống thông gió, thì Nhật thì những cái mùa hiện tại thì rất là khô, nhưng mà thì em sẽ sử dụng nút warm nhiều hơn để mà làm cho nhà mình ấm á. Còn những cái vào cái đợt mùa hè thì em nghe nói là thích là rất là ẩm, độ ẩm rất là cao, thì em phải xài nút này để mà hút cái độ ẩm ra ngoài. Cool này là mát cũng vậy nữa, cool để mà đẩy gió vô trong. Còn đây là hai cái nút để mà em sử dụng để mà em hông khô quần áo á. Dạ vâng, thì nó có Eco Dry, thì cái này nó sẽ lâu hơn, cái này thì nó sẽ nhanh hơn, và nó sẽ trong vòng khoảng 3 tiếng tức là đồ đã khô rồi. Thậm chí không tới những cái đồ mà đã dễ khô là khoảng 1 tiếng 2 tiếng, tại vì nó rất là mạnh. Nó có nhiệt độ nè, nó có hướng gió để mà đẩy không khí đi, đẩy cái độ ẩm trong quần áo đi rất là lạ. Và đây là 5 nút, 5 function. Thì những cái lúc mà em nhớ là em ngồi trong phòng là em trời lạnh á, mà em dặn cái nút warm này là coi như trong đó giống như là cái sauna luôn, rồi là em có 6 6 chức năng luôn, rồi 6 trong 1 luôn. Dạ rồi. Căn hộ này thiết kế dễ thương ghê, bước vô là thấy liền nhà tắm nằm bên phải. Thì đối diện với nhà tắm đó là master bedroom, là phòng ngủ chính của em. Thì phòng ngủ chính của em thì có một cái working closet ở đó để mình đi vô đó mình treo quần áo rất là tiện. Rồi để em giới thiệu các anh chị người bạn của em. Thì chắc các anh chị đều biết toilet tự động thì nó rất là phổ biến ở Nhật. Thì khi bước vào thì toilet sẽ tự động mở nắp, xong rồi khi mình đi vệ sinh xong thì nó sẽ tự động dội nước luôn, không phải làm gì cả, không có hệ thống để mà rửa, hỗ trợ mình rửa, rồi có cái giữ ấm cái chỗ cái khu vực ngồi này nữa. Rồi một số cái dòng mà cao cấp thì là có massage nữa, cho nên là rất là thư giãn. Và nhiều khi em nghĩ chắc mai mốt thì sẽ setup một cái mini bar rồi một cái tivi trong này nữa để làm một cái relaxing corner cho mình trong này. Dạ rồi, đó là xong. Dạ rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến vào khu vực phòng khách ha. Thì bên tay trái của em đó là khu vực nhà bếp, thì thiết kế như là có show kitchen rất là đẹp, nhưng mà đáng tiếc đó là em không phải là master chef. Bên đây thì có một cái sofa, cái sofa này rất là vui, là thiết kế rất là dễ thương, nó là có thể trải ra nằm như thế này giống như là trong cái mình đi coi gold class của CGV vậy đó. Rồi cái ghế này thì có thể để xuống để làm khu vực để mình để nước. Về bàn ăn thì như em có nói thì người Nhật họ rất là chú trọng vào cái vấn đề mà thiết kế thông minh để cho nhà mình gọn á. Thì cái bàn này hiện tại ở đây là để cho hai khách ngồi, nhưng mà nếu như em có thêm khách thì em có thể kéo cái này ra thì nó sẽ extend ra thành ngồi được cho khoảng 6 người. Rồi bên đây là khu vực phòng ngủ thứ hai. Rồi rồi bên ngoài là trời đã tối rồi, mùa đông bên này thì ngày rất là ngắn và đêm thì rất là dài, lúc em quay cũng 4:30, thì giờ thì trời nó cũng đã đập tối. Thì khu vực cuối cùng, khu vực ban công, thì như các anh chị cũng nhớ lúc mà em nói rằng là mình sẽ không được phơi đồ qua cái ngưỡng ban công, thì họ có setup cho em một cái thanh như thế này. Thì khi mà dựng ra thì mình chỉ phơi như vậy thôi, thấp thấp ở cái tầm này thôi, chứ không có phơi cao hơn cái mức này. Và rồi lúc mà em nhận khi mà em nhận được nhà á, lúc sau lúc em nhận cái layout nhà thì em thắc mắc là nhà thì chỉ có 7 mét vuông, 7 mét vuông thôi, nhưng mà cái thiết kế ban công rất là rộng như thế này, khá là rộng. Mà đặc biệt là mình cũng không có được ngồi ở ngoài này. Nghe nói hình như là em có hỏi là nếu mà em sẽ đắp ghế ngồi thì nó có cho hay không, thì nghe nói là không cho rồi. Có ví dụ như là setup barbecue để mà mình sẽ là nấu nướng ngoài trời họ cũng không cho luôn. Thì em mới thắc mắc lý do tại sao lại thiết kế một cái ban công bự như vậy. Thì khi mà qua đây rồi thì em mới hiểu được lý do, đó là họ có thiết kế một cái thang thoát hiểm ngay đây. Các anh chị cũng thấy thì cái thang thoát hiểm này em nghĩ để coi coi chắc khoảng tầm
60 hả? 60 thập 70. 60 70 thì em thấy cũng khá là nhỏ, mà cái này mấy phụ nữ mà có bầu không biết có leo xuống được không. Và thì đây là cái thang thiết kế để em trong trường hợp em không thể thoát qua cái lối cửa chính á, thì em sẽ thoát qua đây. Thì để em mở cho các anh chị coi nhìn như thế nào ha. Sau đó thì mình sẽ dẫn cái thang xuống. Dạ rồi. Thì đó là xong cái review về nhà của em. Thì các anh chị thấy nhà của em có bự không ạ? Dạ rồi. À, đây là cây đào của em. Hôm nay mấy bữa nay phải bỏ ra ngoài do trong nhà ấm quá thì đào nó không có nở, đem ra ngoài đào nó nở rất là dễ thương. Tiếc là năm nào đào đẹp vậy nhưng mà lại không được ăn Tết. Em chúc cả nhà mình một năm mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và mọi điều suôn sẻ bình an nhé. Em chào các anh chị.